Theo như công báo sở hữu công nghiệp mới nhất thì từ tháng 7 vừa qua, phiên bản nâng cấp mới của Mitsubishi Spander Cross đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và vừa được cấp vào cuối tháng 10 này. Điều này cho thấy Mitsubishi Spander Cross 2023 sắp được chỉnh làng tại thị trường Việt Nam để đối đầu Toyota Veloz Cross. Tuy đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, nhưng Mitsubishi Spander Cross 2023 vẫn chưa được hãng xe Nhật Bản tiết lộ thông tin. Đồng thời, các đại lý cũng chưa nhận đặt hàng trước mẫu xe này. Tuy nhiên, Spander đang là dòng xe chủ lực của Mitsubishi tại Việt Nam, nên việc Spander Cross trình làng có lẽ chỉ là điều sớm muộn. Tại thị trường quốc tế, Mitsubishi Spander Cross 2023 đã được trình làng từ tháng 8 vừa qua. Đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời facelift lần thứ 2. So với bản nâng cấp đầu tiên, phiên bản này có nhiều thay đổi đáng kể hơn. Phần đầu và đuôi xe là điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất trên Mitsubishi Spander Cross 2023. Thiết kế lưới tản nhiệt trên phiên bản mới trông góc cạnh hơn. Trong khi đó, cản trước và sau cũng hầm hố hơn. Spander Cross mới với phần ốp nhựa lớn ở viền hốc bánh xe, giúp cho chiếc xe có thiết kế mang phong cách SUV. Cụm đèn trước và đèn hậu của Spander Cross mới giống hệt như Spander mới. Mẫu xe Spander Cross facelift mới còn có bộ mâm 17 inch với thiết kế mới mẻ và điệu đà hơn. Bên trong cabin, nội thất của Mitsubishi Spander Cross gần như không khác biệt với Spander với phanh tay điện tử, cụm điều khiển điều hòa bằng nút bấm, màn hình trung tâm đặt nổi có kích thước 9 inch, bảng táp lô mới. Ở phía sau vô lăng của Mitsubishi Spander Cross còn có màn hình lớn, tuy nhiên chưa rõ chi tiết này có được giữ trên phiên bản bán ở Việt Nam hay không. Nội thất của Mitsubishi Spander Cross 2023 và Spander có điểm khác biệt lớn là vô lăng. Có lẽ để phù hợp với phong cách light SUV, Spander Cross đã được nhà sản xuất trang bị vô lăng giống hệt Pajero Sport. Mitsubishi Spander Cross, tại thị trường Indonesia sử dụng động cơ 1.5 lít có công suất tối đa 103 mã lực và mô men xoắn cực đại 141 Nm đi kèm với hộp số vô cấp. Hiện vẫn chưa rõ Mitsubishi Spander Cross tại thị trường Việt Nam sẽ dùng hộp số nào, bởi trước đó, Spander mới dù được nhập từ Indonesia về Việt Nam nhưng vẫn sử dụng hộp số 4 cấp cũ. Về trang bị an toàn, Mitsubishi Spander Cross 2023 có thể được bổ sung camera 360 độ.